Đây chúng tôi xin giới thiệu quý bạn này, đây là chị Kim Anh, chị của Tần Thanh Quang, Đào Đồ A. Hôm nay là ngày vui của khóa 20, chị có gì lời nói với anh em không? Chị nói đây chào vài lần. Hôm nay là ngày vui của K20 Nguyễn Công Trứ của trường Võ Thị Quốc gia Việt Nam. Tôi rất hân hạnh được mời mày quay phim em chụp mày. Để tham gia Cơ phim. Tham dự các cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Thị Quốc gia Việt Nam, là một trường về quân sự và văn hóa số 1 của Đông Nam Á. Rồi, cảm ơn chị Kim Anh. Tôi rất là hân hạnh được có mặt bên cạnh các cựu sinh viên của trường này. Dạ, cảm ơn chị Kim Anh. Dạ. Chị đứng cho tôi chưa chụp hình được này. Chụp đi. Chụp hình này nè. Cười nha. Chưa. Ủa, sao vậy?